mình sẽ kiểm tra phòng bọc của mình sau hơn một tháng mình dâm lá chanh là cũng cho kết quả với mình nhé. Wow các bạn ơi, ra dễ này. Dễ bắt giàn các bạn ơi. Mình xin đặt máy cho các bạn xem nhé. Chính là thành quả của mình sau hơn một tháng mình đã dâm lá chanh đây các bạn ạ. Đây là thành quả của mình sau hơn một tháng mình đã dâm lá chanh. Lá chanh cho ra rất nhiều rễ và dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn.